trong video hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo một vòng tròn ma thuật, và tiếp tục trong series học móc len hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một vòng tròn phẳng từ vòng tròn ma thuật nhé. Rồi các bạn trong một cuộn len thì ở phía trong này các bạn này, ở phía trong này sẽ có một cái sợi dây như thế này, thì các bạn tìm cái sợi dây đấy và các bạn kéo ra thì nó rất là dễ nhé. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cách tạo một vòng tròn ma thuật. Rồi cái sợi dây thừa như thế này, các bạn sẽ vắt một vòng qua ngón út và sau đấy vắt lên ngón cái một vòng như thế này nhé. Sau đó các bạn đẩy sợi dây lên ngược chiều kim đồng hồ và tạo thành một vòng tròn. Đây các bạn. Rồi các bạn cho kim qua sợi dây, kéo sợi dây lên. Sau đó thì kéo sợi dây lên vòng tròn. Tạo cho mình một mũi móc xích như vậy nhé. Đây, tạo một mũi móc xích như vậy, đây chính là chiều cao của mũi móc đơn. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ tiến hành tạo cho mình 8 mũi móc đơn ở trên vòng tròn này. Cái sợi dây thừa này các bạn cứ để y như vậy, các bạn không cần phải cắt nó đi và các bạn chỉ cần móc đè lên nó như vậy là được thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên vòng tròn 8 mũi móc đơn. Cho kim xuống vòng tròn, kéo sợi dây lên. Sau khi được 2 vòng tròn ở trên kim thì chúng ta kéo sợi dây qua cả 2 vòng tròn trên kim. Chúng ta được một mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp tục tương tự như vậy, các bạn cho kim xuống vòng tròn, kéo sợi dây lên và kéo sợi dây qua cả 2 vòng tròn ở trên kim. Chúng ta được mũi móc đơn thứ 2. Rồi. 3. Cho kim xuống, kéo sợi dây lên và kéo sợi dây qua cả 2 vòng tròn trên kim. 4. Năm. Sáu. Bảy. Và tám. Rồi, như vậy là mình đã được 8 mũi móc đơn ở trên vòng tròn ma thuật rồi các bạn nhé. Nếu như các bạn chưa rõ các cái mũi móc đơn, các mũi móc xích như thế nào thì các bạn có thể qua video ở bài thứ nhất của mình. Mình đã hướng dẫn rất là kỹ 5 mũi móc cơ bản cho người mới bắt đầu. Rồi, sau khi đã được 8 mũi móc đơn ở trên vòng tròn rồi thì các bạn nghiêng cái vòng tròn này. Đây, nghiêng cái vòng tròn này qua ra thì sẽ có các cái mũi chữ V này các bạn này. Đây, có các cái mũi chữ V như thế này. Rồi. Rồi, các bạn nhìn vào đây. Đây có một cái thanh ngang thế này các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là có cái chữ V này. Đây, có cái chữ V này. Các bạn cho kim qua cái chữ V đấy cho mình. Qua cái chữ V đầu tiên này luôn. Đấy. Rồi, các bạn kéo sợi dây lên qua chữ V. Và sau đó kéo sợi dây qua cả vòng tròn ở trên kim. Chúng ta được một mũi rời. Chúng ta tạo một mũi rời như vậy để kết thúc cái vòng tròn này. Rồi sau đó thì các bạn sợi dây thừa này chúng ta sẽ kéo cho nó vòng tròn kín lại. Chúng ta sẽ kéo nó, kéo cho đến khi vòng tròn nó khít lại như thế này. Đây các bạn này. Đấy, như vậy là chúng ta đã được một vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn ở trên vòng tròn. Đó là xong một vòng tròn thứ nhất rồi các bạn nhé. Tiếp tục vòng tròn thứ hai. Bây giờ để tiến hành tạo vòng tròn thứ hai chúng ta làm như sau. Các bạn gây lên cho mình thêm một mũi móc xích. Đây, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích nha các bạn. Đó là chiều cao của mũi móc đơn, nên là đối với hàng nào đầu tiên chúng ta cũng sẽ tạo một mũi móc xích như vậy. Rồi bây giờ các bạn chú ý này. Đúng cái chân mà lúc nãy chúng ta kết thúc vòng len đầu tiên. Đây các bạn này. Cái lúc nãy mình đâm vào cái chân mũi này để mà kết thúc cái vòng tròn đấy, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đâm kim xuống đúng cái chân đấy và móc cho mình một mũi móc lên cho mình mũi móc đơn đầu tiên.
Tiếp tục cũng đúng với chân đế, chúng ta móc thêm một mũi móc đơn nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã được hai mũi móc đơn chung chân đối với mũi đầu tiên. Đối với vòng tròn thứ hai thì chúng ta sẽ móc như vậy các bạn nhé. Cứ một chân thì chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn cho mình. Rồi bây giờ các bạn thực hiện tương tự. Ở chân móc thứ hai các bạn cũng móc cho mình hai mũi móc đơn. 1 2. Tiếp tục tương tự mũi móc đơn thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn. 1 2. Mũi thứ tư. 1 2. Tiếp tục mũi thứ năm. 1 2. Mũi thứ sáu. 1 2. Mũi thứ bảy. 1 2 và mũi thứ 8. 1 2. Rồi lúc nãy kết thúc hàng đầu tiên thì chúng ta được 8 mũi móc đơn, và sau khi kết thúc hàng thứ hai thì nhân đôi lên chúng ta được 16 mũi móc đơn các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục kết thúc như thế nào? Bây giờ chúng ta không ở đối với hàng thứ hai, các bạn quan sát cũng nghiêng cái thành này qua, có các cái chữ V này. Bây giờ lúc nãy là các bạn cho kim qua chữ V đầu tiên đúng chưa nào? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cho kim qua chữ V thứ hai để tạo một mũi móc giờ nhé. Bởi vì lúc nãy mũi này là chúng ta, đó là chiều cao của mũi móc đơn chúng ta không tính. Bây giờ đếm cho mình, đếm cho mình bắt đầu từ vòng thứ hai lên này, bắt đầu từ vòng thứ hai lên. Chữ V đầu tiên này, chữ V thứ hai này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cho kim qua chữ V thứ hai này nhé. Đây, cho kim qua chữ V thứ hai này, kéo sợi dây lên. Rồi, sau đó kéo qua vòng tròn trên kim để tạo một mũi móc rời kết thúc hàng thứ hai. Chúng ta đã xong vòng thứ hai rồi các bạn nhé. Bây giờ tiếp tục để làm nên vòng thứ ba. Các bạn cũng tạo lên cho mình một mũi móc xích. Đó là chiều cao của mũi móc đơn. Rồi bây giờ đúng với cái chân móc lúc nãy chúng ta vừa tạo một mũi móc rời đấy, chúng ta đâm xuống đúng cái chân đấy cho mình một mũi móc đơn. Một mũi móc đơn. Rồi công thức của hàng thứ ba đó là mũi thứ nhất chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn, mũi thứ hai chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn, cứ xen kẽ như vậy các bạn nhé. Cứ 1 2 1 2 1 2 cho tới khi hết hàng thứ ba. Mình vừa mới móc một mũi móc đơn ở chân đầu tiên rồi thì tiếp tục chân thứ hai chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn. 1 2. Rồi tiếp tục mũi thứ ba là một mũi. 1. Mũi thứ tư lại là hai mũi. 1 2. Đấy, công thức của hàng thứ ba là cứ 1 2 rồi 1 2 1 2 cho tới khi hết vòng thứ ba các bạn nhé. 1 1 2 1 1 2. Khi đến cái chỗ khe hở này đây, đây khe hở như là giống như móc được một mũi nữa nhưng mà chúng ta không móc nhé.
chúng ta không có móc và chúng ta kết thúc cái hàng thứ ba. Đấy, các bạn lại tiếp tục nhìn cho mình. Đây, chữ V đầu tiên là nối liền với vòng thứ ba là chúng ta đếm là một chữ V đầu tiên. Chữ V tiếp theo, đây chúng ta sẽ đâm tiếp chữ V tiếp theo là chữ V thứ hai đấy, để mà kết thúc cái hàng thứ ba này. Kéo sợi dây lên và kéo qua vòng tròn ở trên kim. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng tròn thứ ba. Đây các bạn, bây giờ để tiếp tục vòng tròn thứ tư, các bạn cũng làm tương tự như vậy. Lên cho mình một mũi móc xích, rồi đâm xuống chính ngay cái chân mũi mà chúng ta vừa kết thúc đấy. Một mũi, móc cho mình một mũi như vậy các bạn nhé. Rồi công thức của hàng thứ tư sẽ là chân mũi đầu tiên là móc 1, chân mũi tiếp theo cũng móc 1 và chân mũi thứ ba là sẽ móc 2 các bạn nhé. 1, 1, 2, 1, 1, 2 cho từ khi hết hàng thứ tư. Rồi mình vừa mới móc 1 rồi thì bây giờ tiếp tục mũi thứ hai cũng móc 1, mũi thứ ba thì móc 2. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Rồi các bạn làm tương tự như vậy cho tới khi hết hàng thứ tư nhé. Rồi, mình đã móc xong hàng thứ tư rồi đấy các bạn. Rồi, hàng thứ tư cuối cùng cũng là hai mũi cùng chung một chân. Sau đấy thì mình sẽ kết thúc vòng tròn thứ tư. Rồi các bạn nhìn chữ V đầu tiên, rồi đến chữ V thứ hai, chúng ta sẽ đâm kim xuống chữ V thứ hai và kéo sợi dây lên, tạo thành một mũi móc rời. Sau đó tiếp tục móc cho mình hàng thứ năm. Bây giờ mình cũng lên một mũi móc xích là chiều cao. Rồi bây giờ đối với hàng thứ năm thì chúng ta sẽ móc theo công thức như sau. Chân mũi đầu tiên chúng ta sẽ là 1, chân mũi tiếp theo 1, 1, 2 các bạn nhé. 1, 1, 1, 2. Rồi các bạn móc cho mình chân mũi đầu tiên một mũi, chân mũi thứ hai một mũi, chân mũi thứ ba một mũi và chân mũi thứ tư là hai mũi cùng chung chân. 1, 2 tiếp tục chân mũi tiếp theo 1, 1, 1. Rồi chân mũi thứ tư là hai mũi, 1, 2. Rồi các bạn cứ móc theo công thức đấy cho hết khi đến khi hết hàng thứ năm nhé. Ba mũi là riêng lẻ là 1, 1, 1, sau đó là hai mũi chung chân, rồi tiếp theo 1, 1, 1, hai mũi chung chân, cứ tương tự như vậy, lặp lại công thức như vậy cho tới khi hết hàng thứ năm. Rồi tiếp tục 1, 1, 1, chân mũi cuối cùng là 2, 1, 2. Rồi các bạn này, như vậy là xong hàng thứ năm. Bây giờ chúng ta kết thúc hàng thứ năm. Rồi nhìn, các bạn nhìn chữ V đầu tiên đây. Đây, chữ V đầu tiên không tính, bắt đầu từ chữ V thứ hai. Đây, chữ V đầu tiên không tính, chúng ta bắt đầu từ chữ V thứ hai, đâm qua chữ V và kéo sợi dây lên, kết thúc vòng tròn thứ năm. Đấy, như vậy là chúng ta đã được 5 vòng tròn ở trên vòng tròn ma thuật. Và khi chúng ta cứ tiếp theo thì các bạn cũng theo công thức là các bạn lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó đến hàng thứ 6 thì các bạn sẽ móc theo công thức là 1, 1, 1, 1, 2. Được chưa nào? Tiếp tục cứ tương tự như vậy.
lên hàng thứ 7, thứ 8, thứ 9. Rồi tiếp theo các bạn cứ làm như vậy cho vòng tròn của chúng ta nó to ra, được chưa nào? Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo một vòng tròn phẳng từ một vòng tròn ma thuật. Nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để dưới comment cho mình và mình sẽ giải đáp. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.